Thủy Tiên từng kể chuyện mẹ ruột 46 năm ăn chay trường, bắt gửi tiền cho người khó khăn nhiều đến choáng váng. Mẹ của Thủy Tiên cũng rất chăm chỉ làm thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thủy Tiên là một trong những nghệ sĩ gây chú ý trong nhiều ngày qua vì loạt thông tin xoay quanh chuyện từ thiện. Ngay lúc này, netizen đã đào lại chia sẻ của cô về truyền thống làm từ thiện trong gia đình và hé lộ việc bị mẹ ngăn cản trở thành người nổi tiếng. Theo đó, dù có lối sống tiết kiệm nhưng mẹ ruột Thủy Tiên thường xuyên bắt cô chuyển tiền cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ bộc bạch, mẹ em, em bảo mẹ nghỉ làm đi con nuôi nhiều năm nay rồi. Mẹ ăn chay trường 46 năm nay, lại tu hành sống tiết kiệm, nên em lo cho mẹ thì không có tốn bao nhiêu cả, nhưng mẹ xài tiền thì thôi em gửi. Mỏi cả tay, cứ một hai ngày là mẹ gọi tiên ơi chỗ này hết gạo, tiên ơi chỗ kia thiếu nước, tiên ơi chỗ này người ta bệnh đau nhiều lắm người ta cần thuốc, tiên ơi có trường hợp này nghèo quá người ta cần mổ, tiên ơi chỗ này cầu bị gãy, tiên ơi nhà dưỡng lão này sập rồi cần làm lại. Tiên ơi người ta bỏ lết không à, cần xe lăn. Tiên ơi đám rùa này sắp bị giết tội quá, mình cứu nó vô chùa cho nó nghe kinh đi con. Tiên ơi, cứ một hai ngày là mẹ than dù người ta rồi bắt em gửi tiền, mà nhiều khi cuối tháng nhìn số tiền em cũng choáng váng với mẹ em. Nhưng mà thấy mẹ còng cọc hàng ngày phi xe tận vùng sâu vùng xa bất kể nắng mưa từ sáng đến tối mịt lại thấy an tâm là mẹ mình còn sức khỏe để làm điều mẹ muốn. Thủy Tiên kể về 46 năm ăn chay trường và chuỗi ngày giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn của mẹ ruột những hành động chăm chỉ làm từ thiện của mẹ thủy tiên nhận được nhiều lời khen từ khán giả bên cạnh đó sau loạt ồn ào về từ thiện thủy tiên từng bày tỏ việc đã nghĩ đến chuyện giải nghệ ngay lúc này netizen mới phát hiện hóa ra ngay từ khi chuẩn bị bước vào làng giải trí mẹ ruột của nữ ca sĩ đã phản đối quyết liệt theo đó lúc đậu vào trường nghệ thuật chuyên nghiệp thủy tiên đã vướng phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình thời điểm đó nữ ca sĩ tạm cắt đứt mọi liên lạc với người thân khiến mẹ phải vất vả đi tìm trong nhiều tháng trước sự quyết tâm của con gái mẹ ruột thủy tiên đã chấp nhận cho con trở thành ca sĩ với lời hứa sẽ không làm mất mặt gia đình mẹ ruột của thủy tiên từng ngăn cản cô trở thành ca sĩ thời gian qua thủy tiên liên tục bị công kích một chiều về chuyện từ thiện trước loạt ồn ào nữ ca sĩ khẳng định bản thân vẫn minh bạch và hứa sẽ công khai toàn bộ bản sao kê các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé